Kiến Trúc VV. Và hôm nay quý vị và các bạn cùng với Phan Vượng quay lại với lâu đài Hải Linh sau một thời gian khá là im ắng. Và chúng ta sẽ cùng nhìn với tổng quan công trình. Tổng quan công trình đã hoàn thiện xong tất cả về phần kiến trúc của tòa công trình, bao gồm phần xây dựng và phần hoàn thiện đắp vẽ gờ phào chỉ. Trước mắt chúng ta đây là một đại công trình từ góc nhìn bên Hồ Văn Lang nhìn sang. Phía trước công trình thì có mặt đường giao thông đi lại rất là thuận lợi, tiếp giáp với ngã ba ngã tư ở trung tâm thành phố Việt Trì, tọa lạc ở 310 Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và hôm nay cùng với Phan Vượng sẽ dẫn dụ quý vị và các bạn ngắm lại tổng quát về lâu đài Hải Linh, và chúng ta sẽ đi vào một số cái phần công việc cực kỳ quan trọng của tòa lâu đài, bao gồm đó là chúng ta sẽ quay trở lại quá khứ để hướng tới tương lai, và chúng ta sẽ cùng nhìn với kiến trúc sư Phan Vượng những thành quả đang làm được ở hiện tại, và tiết lộ với quý vị khán thính giả theo dõi kênh Kiến Trúc VV của kiến trúc sư Phan Vượng, đó là thi công phần cực kỳ quan trọng của siêu mái vòm cao đến 32m và đường kính rộng hơn 20m của tòa lâu đài Hải Linh đã và đang thực hiện. Các bạn sẽ mục sở thị nhìn những cái chi tiết và đường nét sắp tới đây ở trong cái phần bên không gian bên trong. Chúng ta sẽ cùng cảm nhận cái không gian của cái mái vòm đã được bên kiến trúc PV de Paris thiết kế và thi công từ năm 2019 cho tới nay. Trước mắt quý vị khán thính giả, đây là một không gian đại vòm cao hơn 30m và đường kính ở chân bên dưới rộng hơn 20m và trên thì cũng hơn 10m. Còn số liệu cụ thể thì chúng ta sẽ xem ở clip kỹ thuật sắp tới. Và phần video này thì sẽ là để ở phần cuối của cái video clip ngày hôm nay, bởi vì nó rất là hay và cuốn hút nên mọi người chú ý theo dõi từng chút một. Và các bạn cũng biết đấy, không gian của một công trình lâu đài Hải Linh thì đã được nói quá nhiều trên kênh Kiến Trúc PV của Phan Vượng rồi. Và hôm nay thì Phan Vượng làm một cái video clip tổng hợp lại về phần kiến trúc để cho quý vị khán thính giả và nhiều người mới theo dõi và có thể update lại. Thì lâu đài Hải Linh thì xây dựng trên một cái quỹ đất là 4.485,3m2. Ở trên đo đạc ở đất cát ở ngoài thì có thể nó sẽ lên đến khoảng gần 5.000m2. Đấy, thì với diện tích xây dựng trệt là 2.100m2. Đấy, thế là suy ra thì là cái phần không gian sân vườn thì nó còn khoảng hơn 2.000m2. Diện tích các sàn thì tầng 1 là 2.100m2 và tầng 2 thì là 1.768m2, tầng 3 là 1.980m2. Tầng này vì nó có cái phần loe và cái phần chi tiết nhiều phần kiến trúc nó sẽ đẩy ra bên ngoài nên là nó lại lớn hơn một chút. Đấy, vì cái hệ thống phào phân tầng các thứ ấy. Tầng 4 thì là 1.500m2, tầng 5 1.500m2, tầng 6 thì 1.350m2. 4 chóp nhỏ trên sàn tầng 6, mỗi chóp thì gần 500m2, mái phòng thờ thì 174m2. Các cung tròn lớn và các khoảng mái thì nó khoảng rơi vào hơn 1.000m2. Tổng diện tích sàn bê tông mà khi thanh toán cho bên xây dựng là lên đến 16-18.000m2. Thì trong đó là có cả về cái phần không gian sân vườn. Thì chiều cao của công trình là cao đến 70m, tương ứng với một tòa chung cư 23 tầng. Thì
chúng ta cùng nhìn những cái hình ảnh được khái quát lại trong 5-6 năm thi công vừa qua ở trong thước phim này. Nó lột tả khá là cụ thể từng giai đoạn Phan Vượng đứng trên công trường và thiết kế đến đâu thi công đấy, và giám sát chặt chẽ để làm sao cùng với rất nhiều các anh em đầu mối phối hợp để tạo nên một công trình lâu đài Linh chuẩn chỉ trong công tác thi công và đạt được cái giá trị nghệ thuật cao. Tất cả mọi thứ thì đều được sắp đặt và thiết kế rất kỹ càng. Khi năm 2019 ấy, Phan Vượng đã gặp gỡ chủ đầu tư và được anh chị mời tham gia thiết kế cho một cái tòa lâu đài làm trụ sở văn phòng như vậy. Phan Vượng biết ở đây là một trong những dự án rất là quan trọng và Phan Vượng đã phải sử dụng những cái phần mềm chương trình Revit Architect thông minh nhất và kỹ thuật và hay nhất để có thể hỗ trợ được cho cái công tác tổ chức thi công và nhìn trước những cái vấn đề nó gặp phải trục trặc trong tương lai. Vì đây là một dự án cực kỳ lớn, nếu như mà sai chỉ cần một chút một ít thôi là nó có thể sai gần đi nửa cái biệt thự rồi. Thế nên là Phan Vượng và cùng đội ngũ của Phan Vượng là kiến trúc PV de Paris ấy, xử lý và làm rất là kỹ, coi như là thời gian gấp rút, coi như là thời gian ngủ nghỉ rất là ít, nhưng mà phải đảm bảo được tiêu chí cho một công trình làm sao đạt được cái giá trị nghệ thuật và độ bền với thời gian. Khi xong nhiệm vụ phần cơ bản là xây tường, xây gạch xây tường thì đến cái phần nghệ thuật đấy thì cực kỳ là gian nan, nhưng mà bên Văn Vượng đã tính trước nên là cái khâu hồ sơ bản vẽ và ra mẫu sáng tạo ra như thế nào rồi chi tiết sáng tác ra ra sao liên tục giám sát cùng trao đổi với ekip thợ thuyền để làm sao đưa lên được những cái vẻ đẹp mãn nhãn cho quý vị cùng xem. Đây cũng là một dự án rất lớn mà bên Phan Vượng đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ từ năm 2019 cho tới nay đã là 5 năm, thì cũng coi như là khép lại cái phần đó là tổ chức từ khâu thiết kế đến các phần công tác thi công đã gọn và hoàn toàn là ok. Ở cái phần tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng vào phần quan trọng, đó là cái khâu đó là tiết lộ bí mật về nội thất của mái vòm lớn, ra mẫu, ra phôi và thi công thực tế ở cái phần nội thất. Một sự kinh hoàng chứ không phải là bình thường, bởi vì nó quy mô nó quá lớn và chưa từng xuất hiện ở Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng quay về quá khứ vài năm trước để xem nội thất mái vòm do Phan Vượng đã thuyết trình trực tiếp tại chủ đầu tư. Con người nghệ thuật điêu khắc, nói chung là chúng ta sẽ chờ đợi một ngày
đẹp trời, không gian sẽ thành hoàn thiện và chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn. Đấy, xin các bạn xem. Và chúng ta cùng ngắm đại công trường cùng với Phan Vượng và lâu đài Hải Linh. Các bạn nhìn đấy, cái không gian nó quá rộng và thực sự là kinh điển, kinh khủng. Bạt ngàn giáo mác con người xây dựng từ 2019 cho tới nay. Cái cấu kết của cái lõi vòm để hình thành từ phần kiến trúc đến phần nội thất yêu cầu là phải hợp nhất. Do đó nên trong quá trình thiết kế về phần kiến trúc bên ngoài, Phan Vượng đã phải tính toán làm sao cho nó thống nhất với cả hệ thống bên trong. Bởi vì nó không đơn giản như một căn phòng hoặc là một không gian nhỏ, mà không gian của nó rộng lên đến hàng ngàn mét vuông. Do đó nên tất cả mọi thứ sắp đặt phải có ý đồ với một cái nguồn cảm hứng đam mê từ kiến trúc cổ điển châu Âu mười mấy năm. Do đó nên mà
đã cháy hết mình nghiên cứu về nghệ thuật để làm sao từng ý tưởng, từng giật cấp đưa cái hệ thống phào chỉ, gờ phào làm sao cho hợp lý. Bởi vì kích thước, đường kính của nó không tuân thủ theo quy luật tự nhiên là nhỏ như những căn biệt thự bình thường, mà là siêu lớn, siêu to, siêu khổng lồ. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ cùng với Phan Vượng để nhìn lại những cái phần công tác đã xong và chuyển sang đó là về khâu nội thất. Thì để có thể làm cho nó hoàn hảo được, đằng sau những vất vả và khó khăn, toàn bộ đội ngũ từ kiến trúc sư, kỹ sư, rồi thợ thuyền, rồi tất cả con người để hoạt động, thì thực sự là không hề đơn giản một chút nào. Để làm sao có những cái hình ảnh và những thước phim mãn nhãn cho quý vị và các bạn đón xem. Sau khi xong những cái phần về đổ bê tông và xây tường thì là đây là cái khâu đi vào chát chít hoàn thiện cho một cái tòa công trình. 5 đến 6 năm đã trôi qua và công tác đã hoàn thiện tương đối. Kiến trúc thì đã xong hết phần bên ngoài, còn phần bên trong bây giờ là bắt đầu giai đoạn vận hành. Và chúng ta nhìn đấy, những hình ảnh như này là đã chắt chít xong về phần bên trong của cái đại vòm trong tòa lâu đài Linh. Vòm này thì cái chiều cao thì là lên đến 32m, còn độ ngang thì ở dưới thì là hơn 20m, và đỉnh chóp trên thì thu nhỏ về hơn 10m. Và chúng ta sẽ cùng với Phan Vượng để nghiên cứu quy trình của hoa văn phào chỉ nội thất theo phong cách tân cổ điển của phương Tây mấy trăm năm trước đã làm tốt như thế nào. Thì ở đây Phan Vượng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Kiến trúc BV, đó là tất cả những thiết kế của Phan Vượng, từng đường nét đều được nghiên cứu rất kỹ lưỡng từ châu Âu và có sự cải biên, cải cách và sáng tác rất nhiều. Thì Phan Vượng vẫn nói đấy, có thể nhìn giống phương Tây thôi nhưng mà bên Phan Vượng có làm theo kinh điển, và rất nhiều thứ lớn thì sẽ sáng tác mà nó đạt được những cái tiêu chí. Bởi vì là kiến trúc là kế thừa và phát huy, chúng ta cũng không thể nào mà bê nguyên cái của phương Tây để dùng được. Đấy, thì thực sự là cái sáng tác này nó rất khó, không hề đơn giản một chút nào. Như nhà hát Opera, Jacques Garnier là người kiến trúc sư đã mất khoảng độ 13 năm để có thể từ lúc khởi công đến khi hoàn thành tòa nhà hát đấy, khao tâm khổ tứ rồi mất rất nhiều công sức. Do đó nên cái khâu để ra mẫu mã full của một cái tòa như thế nó không phải đơn giản. Nhiều người cứ nghĩ là làm kiến trúc cổ điển nó phải nhanh, phải gấp gáp bởi vì bây giờ là thời hiện đại. Thế nhưng với Phan Vượng là nghiên cứu từ cổ đến hiện đại và kế thừa và phát huy. Như tư liệu Phan Vượng đang cung cấp với quý vị và các bạn đây, rất là nhiều phần thuộc nhà hát Opera Garnier của kiến trúc sư Jacques Garnier. Công trình khởi công là 1862 và hoàn thành vào năm 1875, tức là 13 năm liên tiếp. Đấy, đương nhiên là sẽ phải dừng lại, có một số sự kiện nào đấy của chính quyền Paris, bởi vì là cái tòa nhà hát Opera này khi xây dựng cũng tốn khá nhiều giấy mực và kinh tế của nước Pháp, do đó nên là cũng khá là đau đầu. Thế nhưng chúng ta cùng nhìn những gia mẫu mã kinh điển của phương Tây, và để hoàn thiện kiến trúc và nội thất lâu đài Hải Linh của Phan Vượng, Phan Vượng cũng nghiên cứu rất kỹ quy trình của phương Tây mấy trăm năm trước để ứng dụng cho hiện tại này. Và Phan Vượng tin tưởng rằng công trình tư nhân thế nhưng vẫn đảm bảo được những tiêu chí về độ đẹp, độc lạ thiết kế mà Phan Vượng đã sáng tác ra, và cùng với đội ngũ anh em kiến trúc PV de Paris để gửi gắm cho
tòa lâu đài Hải Linh. Chủ đầu tư anh chị Hải, anh Tám, một siêu phẩm. Và chúng ta sẽ cùng nhìn những thước phim ra mẫu mã cho sản phẩm. Thì ở cái phần mẫu mã này thì sẽ đi từ khâu đất sét đến các khâu để làm sao ra khuôn, ra phôi, ra mẫu trước khi sản xuất thực tế ở công trường. Do đó cái khâu mẫu mã và kết hợp với hồ sơ bản vẽ thì thực sự là phải rất kỹ lưỡng. Thì Phan Vương cũng xin mạn phép là sẽ làm một cái clip chuyên sâu sắp tới, bởi vì clip này cũng đã khá là dài rồi. Do đó nên là Phan Vương sẽ tạm thời cho quý vị xem cái thành quả thi công một thời gian qua được tương đối, và chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn. Trước mắt chúng ta là tổng của mái vòm lâu đài Linh. Đây là mái vòm ở bên trong được thi công về phần nội thất đầu tiên của tòa lâu đài Linh. Sau 5 năm đã kết thúc về phần bên ngoài, phần kiến trúc, và đây sẽ là cái phần thi công đầu tiên về khâu nội thất. Và các bạn nhìn đầu cột của phân tầng trong nội thất tầng 5 nó lớn như nào. Và các bạn nhìn đấy, các bác thợ thuyền đang lắp ráp phần đầu cột. Các bạn có thể so sánh với tỷ lệ con người, và các bạn cũng có thể nhìn ở trong video trích dẫn nhỏ kia, đó là chính là cái phần đáy của cái phần ban công để sắp tới thi công trực tiếp lắp đặt ở trên công trình. Rất kỳ công đấy các bạn ạ. Và Phan Vượng sẽ hứa hẹn với quý vị khán thính giả trên toàn kênh Kiến Trúc BV, cái phần nội thất sẽ rất là hay và cuốn hút. Cái phần kiến trúc nó đã cuốn hút như vậy rồi, và cái phần nội thất chắc chắn sẽ có nhiều thứ độc lạ và hay hơn rất là nhiều. Trong những năm qua, từ 2019 đến năm 2024 này thì đã gọn về cái phần kiến trúc, và từ bây giờ là an tâm làm cái khâu bên trong. Còn một phần nữa đó là về cái không gian bên ngoài, là cái tường rào và hệ thống sân vườn thì cũng sẽ giải quyết trong thời gian sớm tới đây. Ở clip này thì Phan Vượng đã đưa ra cho quý vị và các bạn những thước phim, những hình ảnh, những kỳ quan và rất là vất vả của toàn bộ đội ngũ anh em, từ con người đến. Thì hy vọng là các bạn dõi theo và đăng ký, để sắp tới Phan Vượng sẽ đưa ra cái phần tiếp theo của khâu nội thất mái vòm, và chắc chắn là sẽ có nhiều thứ khá là hay.